Củ Chi có một món lòng bò rất là lạ. Lòng bò thì màu đen ăn kèm với nước mẻ. Mà nghe đồn món này là đặc sản ở Củ Chi. Là cả nhà lại là bùn mỡ đây. Mọi người đã từng ăn thì thấy vị quen nó thế nào. Riêng bùn mỡ thì thấy vị chua chua của tí xíu mẻ nè. Còn lòng nó thì màu đen, hơi có cái vị gì đó đặc biệt á. Ăn không quen thì hơi khó ăn nha. Ngoài ra còn có cái món gọi là mai gu của bùn mỡ luôn, là cơm cháy kho quẹt bò nè mọi người. Cơm cháy thì siêu giòn, còn thịt bò thì siêu tắm béo béo. Vậy trong cái lớp béo béo đó còn có một số gân nữa, để các bạn ăn nó cứ sình sình. Trời ơi, bây giờ nhắc lại vẫn còn thèm chảy cái nước miếng luôn. Mà đã tới Củ Chi rồi thì không thể bỏ cái món xích đen Củ Chi, đó chính là bò tơ cuốn rau rừng. Mấy bạn nữ sẽ mê cái món rau rừng này thôi, tại vì có rau xích xị nè, rau lá xoài, cóc non nè, nói chung là có nhiều loại rau lắm mà không nhớ hết tên luôn. Đã vậy ăn kèm cái mắm nêm thì ta nói là ngất ngay rồi. Đúng là cái món truyền thống của Củ Chi thì không bao giờ chê được. Trước khi lên bờ bùn mỡ làm nên cái món bò tơ nướng vẫn tươi vẫn đậm vị như ngày nào, ta đa quá đã luôn. Thế là một ngày đi Củ Chi không uổng phí thế nào. Em không chê ăn nghèo thì chúng ta cùng đi ăn bánh bèo nha. Bánh bèo ở đây đó là siêu ngon luôn nha mọi người. Đã vậy có rất nhiều loại bánh đi kèm nè, bao gồm bánh bột lọc nè, bánh bèo nè, rồi bánh ít chân nè. Đã vậy còn có miếng chả. Bánh bèo ở đây á thì ta nói nhỏ nhưng mà vẫn được quết một cái mớp đậu xanh lên nha. Và đặc biệt có bánh cuốn nữa, thật sự ngon, rẻ 30.000 một dĩa, siêu topping luôn. Có miếng chả rồi có bánh cống nữa. Ở đây một dĩa chỉ có 30.000 thôi mà bọn mình không thể biết được tất cả trong dĩa này có bao nhiêu loại bánh là, tại vì quá nhiều và quá ngon mà siêu rẻ nữa. Đã vậy còn ngay trung tâm bụng mỡ nữa, các bạn ở công ty bụng mỡ ăn cái mình thấy ghét chưa, mà siêu gần luôn nha, ngay chợ cũ Tôn Thất Đạm nè mọi người. Rảnh thì ghé qua ăn nha, nhất là buổi trưa á, siêu ngon, nước mắm còn nóng luôn. Đố các bạn chiếc bánh pizza này đến từ thương hiệu nào? Gợi ý thứ nhất, đây là thương hiệu đến từ Nhật Bản. Gợi ý thứ hai, điều làm nên cái thương hiệu của quán này chính là phô mai. Các bạn đã biết từ thương hiệu nào chưa? Biết thì hãy comment ngay bên dưới nha. Ơi, sau bao ngày cố gắng bụng mỡ đã huấn luyện được cái cơm biết bắt tay rồi nè, thấy ngoan chưa? Tất cả là nhờ có cái bịch thần thánh này nè. Bây giờ mà chỉ cần bỏ cái bịch này ra, em nó thấy một cái thôi là được cái tay lên bắt liền, mê chưa? Trời ơi, đã vậy còn có một cái tin vui, sau bao ngày nghiên cứu bụng mỡ đã kiếm được cái chỗ bán siêu rẻ luôn nha. Ở ngoài bụng mỡ mua bình thường là 20.000 một bịch, nhưng mà cái chỗ này bụng mỡ mua có 14.000 à, mua càng nhiều càng lợi luôn. Bây giờ việc nuôi bé cơm không còn tốn kém nữa, mà cái bé siêu thích ăn cái pate này luôn, biết sao? Nó có xác luôn, nó có thịt, chứ phải là sẽ nhuyễn ra những cái pate khác, quá đã đúng không mọi người? Ây da, mấy này rồi từ gì tối nay cái thèm chè quá, mà thèm chè của người Hồng Kông người qua mới ăn chứ hả. Thôi thì xách xe dẫn mấy nị đi ăn cùng ngộ nha. Đầu tiên đem ra không phải là bánh lăn tay như mấy nị nghĩ đâu, đó là trứng chân của mùa hoa đó. Ta nói nóng béo, ăn vào là mê luôn. Và tiếp theo chắc không giới thiệu mấy nị, mà mấy nị cũng biết rồi chứ gì. Đây là cao quy linh ăn kèm mật ong á. Vị của cao quy linh này thì nó hơi nhẫn nhẫn, nó hơi đắng đắng, nhưng có mật ong thì nó ngọt ngọt. Mấy bạn có bạn gái mà dẫn đi ăn cái món này là bạn gái thương luôn, tại vì nghe đồn là ăn đẹp da, tranh tóc lắm. Còn cái món cuối cùng là tàu hũ hành, nhưng cái vị nó khó ăn quá. Không biết các bạn đã thấy khó ăn như bụng mỡ không, thiệt luôn á. Mà thực sự mà nói là nó giống như gì biết không, nó giống như là cái món chè khúc bạch với mấy này. Thánh thần thiên địa ơi, hôm bữa tôi coi review của anh Kiên review về một cái dụng cụ lau nhà, rồi có cái bồn lau nhà, rồi nhúng cái cây vô á, rồi một bên là bỏ xà bông mà tự vắt luôn, lau siêu sạch luôn. Thôi thì đặt thử nha, và cũng mạnh dạn đặt thử. Trời ơi, không ngờ em nó vô cùng tiện dụng luôn nha mọi người. Một bên là bỏ xà bông, một bên là đất khô. Bây giờ việc lau nhà trở nên thật là dễ dàng rồi, yêu anh Kiên quá đi. Và sản phẩm này có giá 159.000 nha mọi người, còn được tặng kèm thêm 2 bông lau nữa. Đố các bạn, đây là món đặc sản của miền nào? Gợi ý thứ nhất, món này là gà nướng được ăn kèm với một cái loại cơm nếp nấu trong ấm tre nha. Gợi ý thứ hai, món này mà uống với rượu cần nữa thì ta nói ấm người, mà lạnh lạnh nữa thì tao nói bá cháy bò chét luôn. Mọi người đã biết món gì chưa, hãy comment ngay bên dưới nha. Nếu bạn đang ở khu vực quận 7 thì xin chúc mừng bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn biết một quán bún đậu ta nói siêu ngon, mà bạn còn có 3 người đẹp phục vụ nữa. Đầu tiên mình sẽ mở hàng bằng món ốc bu nhồi thịt, ta nói cái vị y khuôn cái vị ở trên Đà Lạt luôn, nóng nè, thịt nhiều nè, con ốc thì nó siêu bự, chấm nước mắm thì nó hòa tan, trời ơi ngon quá. Món chính của chúng ta thì sao, ta nói trên cả tuyệt phẩm, như bún đậu ngon nhất phải là cái mắm này là đặc chủng luôn mọi người. Nó không còn là màu tím tím nữa mà nó là màu nâu nâu, không biết tại sao cái màu này, mà cái vị thì nó kỳ lắm, nó ngon ngon mà nó mặn mặn
mặn mà không cần pha luôn á, tại vì đây phải sẵn luôn, bao ngon luôn. Còn về đồ ăn thì chưa thấy chỗ nào được nhiều đồ ăn như này. Chúng ta có dồi trường này, có lòng này, có đậu hũ này, có thịt bánh rọi nè, có chả cớm này, có chả cua nè. Trời ơi, tất tần tật của cái món này ăn kèm á, trời ơi rất là phê luôn á. Mà giá thì ta nói là siêu siêu hợp lý luôn. Đã vậy còn có ba nàng này nóng đẹp hết trơn hết trời á. Mọi người ơi, ai quận 7 thì ghé ăn thử đi nha. Mọi người ơi, có một người trên mạng gửi cho tôi bịch bánh hỏi tôi có dám ăn bịch bánh này không, ngay vậy mà không dám. Vừa gửi tới là tôi ăn liền chứ sợ gì. Trời, bánh vừa ngon mà biến thành Lady Gaga hát sung luôn. Trời, cái bánh gì thần kỳ vậy trời. Ăn thử chấm sữa coi nó có hiện tượng gì xảy ra không. Thử nha. Ủa chưa có à? Ủa có chưa? Miss Mexico. Trời ơi, ăn một cái đăng quang hoa hậu luôn. Cái bánh này ở đâu, bánh này tên gì vậy mọi người? Mọi người chỉ cho bụng mở biết đi, please làm ơn. Bây giờ tôi muốn được làm siêu bánh nùng. Cho tôi bỏ sữa nhiều, tôi bỏ bánh nhiều, cho tôi làm siêu nùng đi, năn nỉ á. Ừ. Vậy chỉ có ai gửi đồ gì cho mình? Gửi gì hả? Gửi cái bánh gì đó em. Bánh hả? Wow. Ừ. Xin chào các bạn. Hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng, anh có thể mời nàng nhảy cùng không? Và bụng mỡ vừa mới mua được chiếc loa mini rất là dễ thương, siêu cute, âm thanh thì ta nói chất lượng. Ở trên Shopee đó mọi người thấy chưa đó? Cái nút chỉnh như là cái bàn phím, cái bàn phím cơ ứng là êm tai lắm nha. Và mình có đồng hồ báo thức nữa. Cài báo thức một cái là không sợ đi làm trễ luôn nha mọi người. Ngoài ra em nó còn một tính năng siêu đặc biệt luôn đó mọi người, đó là chơi game. Trời ơi, tin được không nè. Game chúng ta có thể chơi những cái game như là đu xe nè, xếp gặp nè, rắn săn mồi nè, những cái game siêu kinh điển của các bạn, đặc biệt là có màu nha, rất là dễ thương. Một chiếc loa có thể báo thức rồi có thể chơi game, trời ơi mà nó lại còn rẻ nữa. Bây giờ bụng mở đã link bên dưới, các bạn nhớ tham khảo liền nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp các tình yêu ở số tiếp theo nha, sẽ có những cái sản phẩm hay ho hơn để chúng ta cùng trải nghiệm nè. Bye bye. 8 tháng 3 mua gì tặng ta, trời ơi bụng mở sẽ bật mí cho các bạn một món quà tặng siêu dễ thương luôn. Món quà đó chính là phải tổng hợp những tấm hình đã chụp chung của tất cả gia đình mình hoặc crush của mình lại và rửa ra tặng thôi, siêu ý nghĩa mà siêu rẻ luôn đó mọi người. Mọi người có tin được không, mỗi tấm hình này đó là cán lụa luôn nha, mà bụng mở rửa chỉ có 1.000 thôi, chỉ có 1.000 đồng một tấm thôi, mà đặc biệt á là siêu rẻ luôn, chỉ có 1.000 một tấm thôi, mà không cần phải đi đâu hết, cứ order vào cái shop này rồi xong gửi hình qua Zalo và đợi shop in ảnh ra và giao cho shipper ship tới tận tay bạn mà thôi. Bây giờ vừa rửa hình ra vừa có quà tặng nè, vừa trang trí những cái góc làm việc nè, cái góc bạn yêu nè, các bạn ngủ nè, quá đã luôn. Hình chập tràn gia đình mình và rớt của mình thì đã quá rồi còn gì, đúng không nè. Nhiều bạn cứ hay hỏi là anh bụng mỡ ơi, bụng mỡ sử dụng đèn nào để quay clip mà sáng mà đẹp quá, rồi sử dụng đèn nào để live stream, thì tất cả các clip của bụng mỡ và những lúc bụng mỡ live stream đều sử dụng một chiếc đèn mà thôi. Chiếc đèn này thì đi kèm một cái chân ba chấu đó, rất là vừa ngang tầm mắt của mấy bạn hay là trống để quay cái gì đó rất là tiện lợi. Đã vậy em nó còn có ba chế độ nha, một chế độ là màu xanh, màu trắng và màu vàng. Đã vậy cái đèn còn có thể lên xuống theo độ sáng tùy chỉnh của các bạn. Bây giờ thì quay sản phẩm này, quay live stream này rất là tiện dụng, không còn phải lo xấu xí nữa đúng không? Xấu cho bụng mỡ lên hình còn đẹp nữa mà. Đố các bạn món ăn này tên là gì? Gợi ý thứ nhất, em vịt này có thể chế biến thành 3 món lận đó. Gợi ý thứ hai, các quán mà bán dim sum thì đa phần đều có bán món này nha. Các bạn đã biết món này tên gì chưa? Hãy bình luận ngay bên dưới nha. Cuộc đời của mỡ đi ngang rất nhiều lần ở Gigamon rồi nha mọi người, mà chưa bao giờ vô trọng có vậy trọng á. Thì hôm nay đi thử vô trọng xem có cái gì ăn không nha. Sau khi đi lang bang hết tầng này lên tầng khác, đi qua khu này, khu điện máy, khu điện thoại thì cũng đói bụng rồi. Chợt phát hiện ra đây có một khu food court tên là Terminal, giống như là buồn ngủ mà gặp chiếu manh vậy mọi người. Ở đây đồ ăn nha siêu ngon siêu rẻ, tôm hoàng kim á, sốt nó cũng chất lượng hơn, con tôm nó cũng bự hơn, cơm chiên á thì ta nói không quá đặc biệt quá xuất sắc, nhưng được cái nhiều đậm xưởng nên bụng mở mê. Món lên kêu thứ hai chính là nước ép ở đây thì siêu ngon siêu sạch. Đó giờ mình cứ nghĩ nước ép đóng chai á là không ngon, nhưng thật sự uống vô là ghiền luôn, nhất là nước ép cam mọi người, thì nó chua chua ngọt ngọt, uống vô thanh lọc cơ thể cho ta ngon miệng mà ăn tiếp nè. Và kết thúc tổng kết bằng một cái nồi lẩu uyên ương nha mọi người, siêu nhiều thịt, siêu nhiều tôm và còn siêu nhiều đồ ăn luôn. Đã vậy còn uyên ương chia ra hai vị lẩu khác nhau luôn, tổng kết bill 550.000 tin được không. Tính ra một người chỉ khoảng có 150.000 nếu bạn đi 4 người nha, mà đó giờ toàn để đi ăn là đi ăn hàng trong quán chứ ăn ở trung tâm thương mại thì sẽ không ngon, nhưng hôm nay mình sửa lại nha, ở trong cũng rất là ngon nếu các bạn biết chọn quán nè. Đố các bạn món ăn này tên là gì? Gợi ý thứ nhất, em này sống ở các vùng biển. Gợi ý thứ hai, trứng của em đó thì nằm ngay dọc từ xương sống ở lưng đó nha mọi người.
đây là em gì vậy? Mọi người đã biết chưa? Biết rồi hãy comment bên dưới nha. Nếu bạn tự nhận mình là dân quận 3 đi xe Honda sở thích hát ca mà chưa ăn mì giò heo ở Võ Văn Tần thì chắc chắn không phải là dân quận 3 tín hiệu nha. Và đây là ba lý do tại sao bạn không phải là dân quận 3. Thứ nhất, quán mì giò heo này đã có mặt ở đường Võ Văn Tần cách đây 30 năm và vô cùng nổi tiếng. Không phải là nổi tiếng với người giàu nhưng mà nổi tiếng với tất tần tật những người lao động nghèo nha. Điều thứ hai là món mì giò heo này được nấu theo công thức của người Hoa mà có thể nói là rất là xuất sắc và là cái nôi của cái món quốc dân hủ tiếu gõ nha mấy bạn. Tôi thấy độ tương đồng về giá tiền là khoảng 25-30 ngàn một phần và độ tương đồng về cả khẩu vị và cả topping ăn kèm nè, bao gồm hoàng thánh nè, giò heo nè, thịt nạc nè. Nhưng đặc biệt ở đây cái sợi mì thì nó ngon gấp 2 lần hủ tiếu gõ nha. Cái sợi mì đây tại vì vẫn giữ cái nét truyền thống của người Hoa. Còn điều cuối cùng thì chắc chắn các bạn phải lại ăn rồi mới biết tự trả lời được câu hỏi đó nè. Bây giờ thì mọi người hãy nhớ nha. Các bạn muốn một mẫu review gì thì nói nè. Cơm chiên cà ri cua có ngon như quảng cáo, cùng bụng mở đi tìm hiểu nha. Với giá thành 170.000 cho dĩa cơm cà ri chiên cua, ở trên nó được phủ một lớp cà ri, tao nói siêu đặc siêu sệt luôn, mà nồng nàn của cà ri luôn, đúng chuẩn cà ri Ấn Độ nha mọi người. Còn những bát cua thì sao ta, quá trời cua luôn mọi người, phủ đều lên một cái nước sốt cà ri của chúng ta. Ta nói nha, được lột càng sẵn ra trộn đều lên và chúng ta ăn á, đầu tiên chúng ta sẽ thấy cái vị khô của cơm nha, mà nồng nàn của mùi cà ri tan vào đầu lưỡi. Ăn thêm một miếng cua nữa thì ơi nó tươi mà nó mặn mặn. Ta nói về hạt cơm á thì sử dụng cơm gạo Malai sao á, nó khác biệt những cái cơm tấm hay cơm bình thường chúng ta ăn hàng ngày nha. Một dĩa cơm chiên cua này nó kích thích vị. Theo ý kiến riêng của mọi thì đây là một quảng cáo đúng sự thật và ngon thật sự nha mọi người, ghé ăn nha.